Chào mừng các bác đến với máy photo Ngân Hà Việt. Video ngày hôm nay thì máy photo Ngân Hà Việt sẽ hướng dẫn cho các bác cách xử lý lỗi SC541542 của cái dòng máy Zikon MP2851-2852. Về cơ bản các bác kiểm tra cho tôi cái con sensor cảm biến nhiệt ở cụm sấy của dòng này, có thể mực nó bám vào hoặc mà nó bị lý do gì đấy. Thì đầu tiên là các bác cứ mở cái cửa này ra. Các bác mở từ cửa này ra. Đấy, sau đó các bác tháo tôi hai con ốc ở cái cụm sấy này. Mục đích này chúng ta sẽ nhấc cái cụm sấy này ra. Nhấc cụm sấy ra để vệ sinh sensor nhá. Đấy, đối với con ốc này thì chỉ cần vặn lỏng lỏng ra thôi. Không cần không dính liền cụm sấy này. Đó. Và nhấc được cụm sấy ra như thế này thì có hai con sensor mà ta cần kiểm tra, đấy chính là con sensor này. Con sensor này chỗ cái dây trắng đây. Đấy. Thì tháo hai con sensor này thì nó rất là đơn giản thôi, các bác tháo con ốc này ra, tháo ốc này ra là mình sẽ nhấc được ra. Thì tôi sẽ thực hành luôn. Đây, để vệ sinh được sensor nhiệt này, các bác tháo giúp tôi. Con tháo tôi cái con ốc này ra nha. Này, ta bỏ cái sắt này ra. Nhấc con sensor này ra. Thì các bác lưu ý là con sensor này nó phải sạch sẽ như thế này. Như con này gọi là sạch sẽ này. Và cái lớp ly lông này nó không được bong ra. Nó không được bong chóc ra. Và ở chỗ này nó có, đây nó có một cái hạt cảm biến này. Cái hạt này nó có nhiệm vụ là cảm. Đó, thì cái con sensor này chúng ta vệ sinh sạch nó đi. Lấy tay, móng tay ta cạy nhẹ nhàng thôi. Cạy nhẹ nhàng, cạy các cái mực ở đây đi. Thế sau đó ta hơi uốn một chút. Hơi uốn này. Đây nhá. Cái chiều mà nó ốp vào lô sấy này, ta hơi uốn nó xuống một tí. Hơi uốn như này. Uốn như này, uốn như này chút nhá. Uốn như này, cái mục đích của việc uốn như này để cho cái mặt, cái chỗ cảm biến này của nó này, cái chỗ đầu cảm biến này của nó này, nó sẽ ốp sát vào cái lô sấy như này để nó cảm biến nhiệt độ chuẩn nhất. Đấy, thì nó sẽ đỡ vào lỗ nhất. Và chúng ta tiến hành lắp lại thôi. À, bên này cũng thế nhá. Các bác lắp, các bác nhớ nhá, nó phải vào chốt nhá. Nó phải có cái chốt này. Nó phải vào cái chốt sắt này, nó phải vào. Xong ta gài cái dây này lại. Bên này vậy, ta gài dây vào, gài dây vào cho nó gọn, đứt đấy. Xong tiếp tục ta tháo con bên này. Đây. Đấy, cái con bên này cũng thế nhá. Con bên này con nhỏ này, nó có hai con thì có thể là cái kiểu dáng nó là con nhỏ như này, hoặc kiểu dáng cái mặt nó to như con kia, nhưng nó đều có cái hạt ở chỗ đoạn giữa này. Đây, tôi sẽ dừng để cho các bạn xem luôn này. Đấy, các bạn nhìn nha. Đấy, các bạn nhìn thấy này, ở đây này. Đấy, nó có cái hạt. Đấy, ngay đầu, đoạn đầu này. Đấy, ta cậy sạch sẽ như thế này là được nhá. Xong ta lại hơi uốn một chút, uốn cong xuống. Để nó kiểu nó bám sát vào cái lô. Nó sẽ cảm biến nhiệt độ chuẩn nhất. Nó đủ nhiệt là nó báo luôn, nó đủ nhiệt. Nhiều trường hợp nó báo lỗi bởi vì cái lý do là mực nó bám dày đặc lên đi, bám đầy vào cái con sensor ấy. Thế khi nào mà ta chạy ấy, bật máy lên khởi động chẳng hạn, thì nhiệt độ nó báo không đủ, nó mãi mà con cảm biến kia nó vẫn chưa thấy đủ, thế là máy nó báo lỗi. Đấy, vệ sinh xong rồi ta tiến hành lắp ráp lại thôi. Thế là sau ta vào lắp ráp lại và vào cốt C107 thì ta xóa lỗi. Ta xóa lỗi sấy đi là máy sẽ hoạt động bình thường. Chúc các bác thành công.